một cuộc đời quan lẫn tuần ngày phò tá phu anh tông không không thờ giặc ngoài bang. Trong chiều thì nối tiếng đất linh giang, ôi thương người trang sĩ mắc oan. Chẳng được hưởng công mà ngờ đâu mắc cảnh xiềng công mà
như khách ở trần muôn dân xa đều biết đi qua cửa sông đâu đó đâu mà đinh giang này hồi thờ còn cháy qua bắc sông chứ đâu mà nó ra sử say còn chết này thần cha quan ba cho lời ngọc tiên và muôn dân đi cùng quán rừng đùi lời